biển thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng cho da mặt riêng và kem chống nắng da cho da body riêng. Và chúng ta nếu có điều kiện dùng thêm viên nối chống nắng nữa thì càng tốt nha. Cái nắng của miền Bắc này thì nó khá là gay gắt, nên là khi mà chọn cái thời điểm mình ra biển ấy thì mình nên chọn cái thời điểm khoảng là 5-6 giờ chiều thì nó sẽ bị bớt nắng gắt. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của mình, và mình là Hòa Đại Ca đây. Hôm nay thì mình đang có mặt ở bãi biển Quảng Ninh, cụ thể là bãi biển Bãi Cháy. Từ đầu năm đến giờ thì mình phải đi biển không biết bao nhiêu lần rồi, và để mà có một cái làn da nó không bị đen sạm quá, nó sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cách mình mặc quần áo, mình phối đồ, thì việc giữ gìn làn da trước khi mà đi biển và sau khi đi biển cũng như là trong khi đi biển nó vô cùng quan trọng. Và đây là một túi đồ của cả gia đình trước khi mà xuống biển, và một trong những cái công việc vô cùng quan trọng trước khi xuống biển của Hòa đó là sử dụng kem chống nắng. Trước khi ra biển thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng cho da mặt riêng và kem chống nắng da cho da body riêng. Và chúng ta nếu có điều kiện dùng thêm viên nối chống nắng nữa thì càng tốt nha. Cái nắng của miền Bắc này thì nó khá là gay gắt, nên là khi mà chọn cái thời điểm mình ra biển ấy thì mình nên chọn cái thời điểm khoảng là 5-6 giờ chiều thì nó sẽ bị bớt nắng gắt. Và nhiều bạn thì thấy là khi mà mình đi biển ấy thì mình lúc đấy mình chưa thấy đen đâu, nhưng không hiểu sao về rồi thì mới thấy đen. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta tắm biển thì trong nước muối biển nó có cái thành phần muối, nên là cái thành phần muối đấy nó làm cho da của chúng ta dễ bắt nắng hơn. Với những cái trường hợp dễ tăng sắc tố thì nó sẽ dễ tăng sắc tố hơn. Nên nếu như chị em nào mà có nám ở trên da mặt thì một là chúng ta thoa những cái loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao và thấm nước. Cái thứ hai đó là hạn chế để cho mặt mình tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Hiện tại á, thì da của Hòa là đang peel, một cái lớp nó đang bong chóc ở trên da, nên là mình ngồi ở trên bờ thế này thôi và mình cũng hạn chế tiếp xúc da mặt với ánh nắng mặt trời. Và các chị em lưu ý là khi mà mình dùng kem chống nắng á, mình nhớ là hãy thoa kem chống nắng vào 30 phút trước khi ra ngoài trời nắng nha. 30 phút trước khi ra ngoài trời nắng. Kem chống nắng thì nó cũng có rất nhiều loại. Nếu như mà chị em nào mà có thời gian chuẩn bị thì có thể là thoa những kem chống nắng dạng bôi, dạng cream bôi á. Còn nếu như mà như Hòa thì sẽ có những cái lúc mà mình phải ra ngoài trời gấp thì mình sẽ sử dụng thêm một cái loại kem chống nắng nữa, đấy là kem chống nắng dạng xịt. Kem chống nắng dạng xịt này thì đặc điểm của nó là nó sử dụng rất là nhanh, rất là tiện. Ví dụ như khi mà mình có việc gấp thì mình chỉ cần xịt một phát thôi là nó đã có cái công dụng chống nắng rồi. Rất là nhanh nha, thì em chỉ cần xịt một phát như thế này. Đó, nó rất là nhanh, dành cho chị em nào mà có cái công việc gấp hoặc là không có thời gian chuẩn bị thì mình có thể xịt nhanh như thế này, thì xịt toàn thân nó rất là nhanh thôi. Với các bạn nhỏ thì mình cũng trước khi mua kem chống nắng thì mình cũng nên tham khảo kỹ xem là cái kem chống nắng đó có dành được cho các bạn nhỏ không. Và thường thì các bạn nhỏ tầm 5 tuổi trở lên và cái làn da nó cứng cáp một chút thì mình mới nên dùng kem chống nắng nha. Bây giờ là thời tiết 5 giờ chiều tại bãi biển Quảng Ninh, nó không bị nắng gắt quá và chúng ta có thể là vẫn có những cái shot hình đẹp này ra biển này, và có thể là xuống dưới bãi tắm cùng với gia đình mà vẫn không sợ là bị đen da. Và cái nữa đó là như thế này, cái da mặt luôn là cái vùng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta để nó bị đen sạm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái diện mạo của chúng mình rất là nhiều. Nên một trong những cái cách để chị em mình nhả nắng cho da mặt khi mà mình đi biển về đó là chị em hãy sự có đắp mặt nạ cấp nước và mặt nạ trắng da hàng ngày một tuần liền sau khi mà mình đi biển về, thì như thế sẽ giúp cho da của chúng ta nhả nắng nha, và nó sẽ không bị đen sạm da mặt. Còn da body thì làm cách nào để có thể nhả nắng, đó là chị em mình nếu như ở nhà thì có thể là tự tẩy da chết này, tự tẩy tế bào chết ở nhà để lấy đi toàn bộ những cái tế bào bị đen sạm, rồi sau đó mình dùng những cái loại kem ức chế, kem dưỡng trắng da, kem ức chế để có thể làm cho cái da nó trắng trở lại. Còn nếu như chị em nào mà có điều kiện thì có thể là tham gia một số những cái liệu trình tắm dưỡng hoặc tắm trắng tại các spa, thì cũng có thể là nó sẽ giúp đẩy nhanh cái quá trình da hồi phục, da trắng lại nhanh hơn. Và sau khi mà mình đi biển về thì có thể các chị em chưa thấy được cái sự đỏ rát ở trên da đâu, nhưng mà nó sẽ bắt đầu hình thành cái sắc tố ở trong da đó, nên là chúng ta cần sử dụng
tối xin phụ thêm một số những cái sản phẩm phục hồi có chứa B5 hoặc có chứa HA để cho da của chúng ta trở lại cái trạng thái khỏe mạnh như là cái lúc ban đầu, và da của chúng ta sẽ dày hơn, khỏe hơn đó. Và mỗi khi mà đi biển thì thứ nhất là trước khi đi biển chị em nhớ là hãy chuẩn bị đầy đủ kem chống nắng để ra ngoài bãi biển mình sẵn sàng. Trước khi ra ngoài bãi tắm thì mình cũng nhớ là phải dùng trước 30 phút, và nếu chị em nào có điều kiện thì nhớ là sử dụng thêm cái viên chống nắng nha. Và sau khi đi biển về thì cách để hồi phục da nhanh nhất đó là chăm chỉ cấp nước cho da này. Ra ngoài trời thì chị có là mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, găng tay kỹ vào, nếu không là da cái lúc đó nó sẽ rất dễ bị đen sạm, bởi vì nó đang tăng sắc tố lên rồi mà mình không giữ gìn, không bảo vệ cho nó thì nó sẽ gây ra cái làn da của chúng mình nó sẽ bị sạm đi đó. Và cuối cùng là chị em hãy nhớ là một cái làn da trắng thì sẽ rất dễ mít đồ, rất dễ phối đồ. Và nếu như không thể duy trì một làn da trắng thì ít nhất chúng ta cũng phải có một cái làn da đều màu, chứ không thể là chỗ đen chỗ trắng được. Và cái video này làm ra để giúp cho các chị em mình trong cái mùa này có thêm những cái kiến thức để đi biển về mà mình không sợ bị đen da. Như cá nhân Hòa làm là mình một tháng là mình phải đi biển đến 2-3 lần, có những lần thì là do đi công tác, có những lần thì là đi học, có những lần thì là đi du lịch nghỉ dưỡng với công ty hoặc là với gia đình. Thì đây ạ, bây giờ cũng vẫn rất là đông đây, mọi người có thể thấy toàn cảnh biển ở đây. Thì với một cái tần suất đi như vậy để mà giữ được cái làn da nó không trắng đâu, thực sự da của mình, da gốc nó đã là da ngăm rồi. Và để mà mình dưỡng trắng lên ấy thì đương nhiên những cái làn da dưỡng trắng lên thì nó sẽ bắt nắng hơn bình thường đó. Nên là nếu như mà mình đã mất công mình dưỡng trắng rồi thì mình cũng phải trang bị một số những cái kiến thức để mình bảo vệ nó, để nó không bị ăn nắng quá. Vì bao nhiêu tiền mình làm trắng rồi, bây giờ một mùa đi phơi biển về là đen thui thù lui luôn, là nhìn nó rất là bị mất thẩm mỹ. Hay là chị em mình cố gắng là hãy sử dụng thật nhiều cái phương pháp để chống nắng có thể. Và chúc mọi người có một mùa hè vừa vui vẻ, tung tăng bên bãi biển với những shot hình thật đẹp mà vẫn không sợ là làn da nó bị cháy đen sau khi mà mình đi biển về nha. Và hãy nhớ là theo dõi tiếp những cái video tiếp theo trên kênh Hòa Đại Ca, và đừng quên là cho Hòa một nút like và một nút subscribe trên cái kênh này nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Hòa Đại Ca. Bye bye.